Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về hai cái cylinder, cylinder thủy lực dùng cho họ đánh lái của tàu ấy. Con này hơi bị dài. Cái loại này bây giờ đời mới rồi, nó chơi cái obi nhào, phải không? Nhào đủ hướng hết, chạy lùm lùm hướng luôn. Đó. Cái này chỉ còn có cái vú mỡ này, bơm mỡ vào đây là hoạt động thôi. Cái này tốt là cho mít lại mình có thể lắp lệch lên level hoặc thẳng, không còn không đồng mặt thẳng vẫn lắp được. Cái này tương tự mình, thấy không? Đó. Còn cái này lắp xuống, hồi xưa kia chơi cái loại mà đi tìm kia nó lắp đóng thì lực. Cái này gọi là locking device cylinder. Khi mà nó đánh lái mà nó đánh hết hành trình rồi á thì nó cần phải lock lại, hoặc là có thêm cái stopper với limit switch để mà nhận biết hết hành trình để mà thi lực không làm quá đâu, hoạt động quá cái chu hành trình nữa đó. Đầu đây nè, nó cũng có một cái con bi nhèo tương tự. Mày nhìn sơ bộ thôi, có con quỷ coi mới kỹ hiểu mới rõ được thôi. Okay.